Attica với tiểu phẩm Tôi Đã Hiểu, với các vai diễn sau đây: Quang Hồng trong vai ông Lần, Hồng Tuyết trong vai bà Súa, Thu Hường trong vai Pu, Hồng Phú trong vai Trải, Hoài Lam trong vai cán bộ xã, Thu Trang trong vai trưởng thôn. Sau đây tiểu phẩm xin phép được bắt đầu. Rồi lại mây trời sáng lên thay thế không khí trời sáng rồi quẹt tay à, không có mắt à, mày không hiểu.
phải thì không nghe tao à, là chống tao à? Mình à, mày phải nghe tao cơ, đi ra đây à. Thôi, thầy thái chị gà thì quế đâu nha, hai mẹ con đừng thịt, tôi bảo nó dạ vâng ạ. Tôi về thôi. Mình ơi, mẹ là đây tao bảo mày cái này thế này, tao nói thật với mày nhá, tao vừa là trưởng thôn, cũng vừa là bạn mày, tao khuyên mày không được cho con mày lấy số lần giờ bảo lấy nhá. Đối với thành
khi tổ chức giấy tờ giới thiệu không được chưa đủ kết hôn. Phạt hai, phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi khi trẻ dân tình vợ chồng trái pháp luật giới thiệu chưa đủ kết hôn, mặc dù là có phản án đã có hiệu lực của pháp luật. Mất hết bản gì của tao mất rồi. Đấy, còn nữa đây này bác này. Theo điều 183 về tội tổ chức tảo hôn, người nào tổ chức lấy vợ lấy chồng cho người chưa được kết hôn đã bị xử phạt vi phạm hành chính khi hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Hoặc là phạt nhiều tiền lắm mà không cần thiết đến hai lần đấy à? Không nghe thì đừng không có tiền phạt nữa. May là có cán bộ và trưởng thôn đến nhà để tuyên truyền. Ta mới biết được cái luật lấy chồng lấy vợ là tảo hôn và hôn nhân lưỡng thông. Lúc đầu ta không biết đâu. À nó là, ôi, có gì không gì. Hai mẹ con, hãy một thân cho tao. Không, tôi làm chồng hết cả gia đình cả nhà. Bà con nhà nha. Vâng, tôi rồi. Được lấy nhau nữa nha. Con người sao? Nó không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn nguy hại đến bản thân mẹ của nó và ảnh hưởng đến con cháu của chúng ta sau này đấy các bác ạ. Vâng, thưa bà con, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau nói không bao giờ.